Đen nhảy mã trong. Đen thay đổi thứ tự nó đi. Đen đi xe 9 bình 4. Trở về như nước đi chính. Như đen mã 2 tiến 3. Đen lên xe tuần hà. Đây là nước cờ mà Ngụy Lai Thuận dùng để đối phó với Du Chí Thanh ở giải đồng đội năm 1991. Đến đây, đỏ có 3 cách đi quân. Một là xe 2 tiến 8. Hai là xe 2 tiến 6. Và ba là tốt 7 tiến 1. Cách đi thứ nhất của đỏ, xe 2 tiến 8. Đỏ tiến xe số hàng thứ hai nhằm nhiễu loạn trận hình của địch. Ở đây là đỏ thử xem khả năng chơi khai cục của đối phương. Đổi pháo lên mã, nước cờ có được, có mất. Đen pháo 2 tiến 1 là đề phòng đỏ đi pháo 4 tiến 1 bắt xe. Hình thành thế cờ hòa. Cách đi thứ hai của đỏ là xe 2 tiến 6. Đen đi tốt 7. Đổi lại, đen đi xe 4 bình 7.
Đến đây, đen có hai khả năng. Như đen đi. Cờ đen tiên thủ. Còn như đen đi pháo 2 tiến 1. Mỗi bên có cái hay riêng. Như đen tốt 7 tiến 1. Đen bình pháo đổi xe. Đổi lại, đen đi pháo 5 bình 4. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen pháo 5 bình 7 đuổi xe. Đỏ đi tốt đầu là nhằm tấn công trung lộ. Đen đi tốt, bắt mã, nước cờ chính xác. Đổi lại, đen lên sĩ. Đến đây, đen hai khả năng. Như đen đi. Cờ đỏ tiên thủ. Còn như đen bình sen mã. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tốt 3 tiến 1. Cờ đen dễ đi. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đen dễ đi. Cách đi quân thứ ba của đỏ là tốt 7 tiến 1. Đen đi tốt 7. Đổi lại, đen phi pháo quá hà. Cờ đỏ tiên thủ. Như đen tốt 7 tiến 1. Đen pháo 2 bình 6. Đổi lại, như đen đi pháo 2 tiến 5. Cờ đỏ được quân. Như đen pháo 2 bình 6 bắt xe. Đỏ xông tốt qua hà bắt xe, nước cờ đoạt tiên. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại cách đi quân này.
Cờ đỏ ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận thuận pháo.